Cửa hàng Nhật Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray Cẩm Mỹ Đồng Nai, số điện thoại 0986282901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu máy cơ xích hạng tầm trung nòng đứng nhá. Và em này đến từ thương hiệu của Ryobi, mã số là SK435 nha mọi người. Mẫu này thì dành cho anh em xài trong gia đình vườn nhà, rất là nhạy nổ, dễ xài, dễ sử dụng nha mọi người. Và có đầy đủ các chức năng như bộ giật trợ lực lớn này, núm bơm xăng phụ này, chốt e tự động nha mọi người. Đó, đầy đủ chức năng anh em xài trong gia đình vườn nhà. Đó, là thoải mái nha mọi người, rất là nhạy nổ ha. Thì em này ấy, đặc điểm là được thiết kế cho mình các bộ nhúng lò xo này. Đây là khi anh em sử dụng mà mình đè thì nó sẽ đỡ bị tê tay, rung tay. Đó, và màng bô thì thiết kế cho mình là màng bô giảm thanh, nên là âm thanh phát ra là cũng đỡ bị rè ré nha mọi người. Đó, mẫu này thì nói chung là thiết kế xài gia đình là phải gọi là rất là gọn gàng. Đấy. Thì em này là nòng đứng nha mọi người. Đấy, một mẫu nòng đứng nhưng trọng lượng của em này khoảng 4,6 kg thôi, 4,6 kg, 4,7 kg nha mọi người. Đó là tổng tất cả trọng lượng nhá. Rồi, lam của em này được sử dụng lam tổng độ dài là 40 nha mọi người. Mặt cắt cây là 35 cm, xích được sử dụng xích chân 25. Lam xích rất là đẹp nha. Các đầu rãnh lam chưa bị dập đầu và chưa bị tè và xích là như mới luôn nha mọi người. Xích này là so với xích mới nó phải được 90% này. Đây, khá là mới luôn. Đó, xích zin bãi nha. Ốp lam của em này được sử dụng ốp lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 và tăng xích của em này tại má ốp lam. Đấy, rất là thuận tiện nhé. Anh em chỉ việc lưới lỏng con ốc này ra mình tăng giảm xích tại đây luôn nha mọi người. Bên phía mặt má ốp lam cắt tem mạc còn nguyên này, Ruby này. Đó, có núm bơm xăng đây, chốt e đây. Lốc mặt tiền đây. Đó. Thì em này là bô giảm thanh này, nên là anh em sử dụng là nó êm ấm hơn so với bô các cái đời bô đa bình thường nha mọi người. Đó, bên phía chụp giật tem mạc còn nguyên này, SK435 này. Đó. Đây. Khá là đẹp nha, trợ lực nha mọi người, nên là kéo rất là nhẹ nhàng. Bên phía mặt máu bên trên là tem mạc Ruby hướng dẫn sử dụng còn nguyên. Giờ sẽ mở bộ phận lọc gió cho anh em xem này. Đó. Màng lọc được thiết kế cho anh em là một màng lọc lưới này, ốp kín tuyệt đối, hai mặt chống bụi tuyệt đối đi vào bình xăng con vào đầu nòng nha mọi người. Và chế được sử dụng chế gâm rồ này. Đây anh em thấy không? Màng lọc rất là kín đáo nha, chế gâm rồ này. Đó, nói đến chế này thì tốt nhất của Nhật Bản rồi ha, tiết kiệm nguyên liệu tốt, đấy, nhạy nổ ổn định, và thứ hai là đồ thay thế mấy cái bộ phận da bơm bên trong là nó thông dụng. Đó, lúc nào cũng có sẵn đồ thay nên là anh em yên tâm sử dụng nhé. Và đầu nòng của nó đây rất là mới nha nha, đấy, quá đã luôn, rất là sáng nha mọi người. Rồi giờ sẽ ráp đầy đủ vào và khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhá. Giá của em Ruby 435 này là 2.400.000 đồng nha. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0986282901 đặt hàng nha mọi người. Rồi thì đây nó có hai bình nắp chứa nguyên liệu này, nắp màu đen bên trên là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt, nắp ở dưới màu nâu là bình chứa nguyên liệu nhớt thả để bôi trơn lam xích nha mọi người. Đó, hai cái nắp này nó gần nhau đây, anh em chú ý này, nhiều khi là lộn này, mình sẽ để ý vào cái ký hiệu này ha. Đó. Rồi giờ sẽ khởi động nhá. Để lâu hoặc cái xăng anh em sẽ bơm mình đầy bơm núm bơm xăng như thế này. Và đây là cái e mình sẽ kéo ra như thế này. Giật nó ho một tiếng mình bóp ga nó sẽ tự động nhảy vào là sao bình thường. À, cái này vừa rồi em ráp cái này nó bị kẹt rồi nha. Nó hơi kẹt xíu để em giật. Ganti một xíu, nó hơi thiếu ganti. Ốc ganti là ốc chip T này nha. Mình sẽ vặn vào nhá. Đó, tìm bấm ngay. Công tắc đây nha mọi người. Đẩy xuống là tắt, đẩy lên là xài. Có trợ lực lên là kéo nhẹ là nổ này. Không cần dùng được nhiều. Neo cây này nó thoải mái luôn. Tài gốc này nó. Nói chung là mẫu này ấy, thì anh em sử dụng trong gia đình vườn nhà nha mọi người. Đó, rất là trọng lượng là vừa ký và thứ hai là nhạy nổ, dễ sử dụng, dễ xài. Đó, nó có trợ lực nên là cũng kéo rất là nhẹ nhàng. Mình sử dụng trong vườn nhà thoải mái ha. Nó đã rồi. Ruby
SK435. Giá của em này là 2.400.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người.